Xin chào anh em nha, chào mừng tất cả anh em đã đến với channel của mình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại cái server S3. Đây là cái quê hương đầu tiên của mình khi mình bắt đầu chơi con game này. Nhưng có một điều mà mình rất sốc anh em ơi, rất sốc. Ở cái bảng xếp hạng đợt này có một sự thay đổi cực kỳ lớn đến từ vị trí của bạn Vito nha. Đợt trước thì bạn ấy vừa thay đổi cái đội hình cho con Gogeta ra sân rồi. Nhưng lần này anh em, và đây này anh em có thấy lại thay đổi tiếp một lần nữa đội hình tiếp theo. Beerus Sama Brody VIP 16 rồi anh em ạ. Bạn Vito bên server S3 đã lên VIP 16 rồi. Người thứ 3 của tại Việt Nam lên 16 anh em nha. Rất kinh khủng luôn, từ vị trí top 2 mình nghĩ nha, trong tương lai không xa nữa đâu, Vito sẽ vượt mặt DRK trở thành người top 1 của server S3 đấy anh em ạ. Kinh khủng thật sự luôn. Mình xoay qua cho anh em cái VIP 16, từ VIP 15 đến VIP 16 gần bao nhiêu tiền nha. Sợ thật, anh em có thể vào tự check mà. Mình vừa mới lang thang thì mình thấy được, thì mình phải review ngay cho anh em xem. 90 triệu là VIP 15 này, nên VIP 16 là 180 triệu, gấp đôi anh em ạ. Sợ thật. Thì sẽ được sở hữu con tướng Brody này 180 triệu anh em nha. Gấp đôi thì trong cái đợt sự kiện vòng quay mùa xuân ở ngoài cái trang landing ấy, thì Vito theo mình thấy thì như là giữ vị trí top 2 sau bạn Dolphin thôi. Lần này thì đây là một con ác mình thấy là cũng tương đối ok mà ra gì. Brody mèo hai sao đỏ rồi, con này ba sao đỏ rồi, đấm này cực kỳ thốn luôn, hai cây phá hoại, vòng sáng, nguyên khí mắc hết rồi. Mình nghĩ cái này nó còn thấp hơn do sao đỏ, nó chắc có thể là tu luyện nó chưa được cao thôi, điểm chiến kỹ nó cũng chưa được cao. Nên lực chiến đang dừng lại ở 572 triệu. Xếp sau bạn DRK 633 triệu thôi. Nhưng mà cái hạng thi đấu nha, thì Vito như có thể ăn đứt được DRK rồi. Không muốn biết cái hạng xếp ải thì sao. Ải thì Vito không bằng được biển DRK rồi, bên địa ngục. Như một vài kinh nghiệm của bạn Bư bạn chia sẻ thì mấy cái team on hit này, lúc mà chưa lâu lâu chưa được tầm 1 năm, cái điểm chiến kỹ nó còn ít nên nó chưa cộng full được, nên là nó sẽ quét ải khá tù hơn so với cặp đôi Cuba và Vito nha. PVP thì chắc sẽ hơn này, lý luyện thần điện cũng hơn luôn này, ải thì kém, đặc biệt là cái khả năng quét viễn chinh dị giới chắc chắn cũng kém hơn, khó lòng mà có thể quét được full này ác bậm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau review chi tiết sức mạnh của hai con chính. Coi mình thấy chúng ta nên review con Brody này xem sao. Brody thứ 3 của tựa game này tại Việt Nam luôn, On Server. Hiện nay nha, trong tương lai thì mình không biết, nhưng mà hiện nay đấy. Brody bạo kích 73,2%, lực công 2.300.000, HP 16 triệu. Mấy cái ngọc này full hết rồi, ấn ký này. Xài bộ nguyên khí công kích, bạo kích. Level 230. Bạn Vito cũng level 220 rồi này. Mở được cái phòng thời gian rồi đấy. Bây giờ phòng thời gian mở ra là tăng được cái hoa tai Putara này lên thần, lên đỏ luôn đấy. Cứ từ từ kiếm là đẩy hoa tai Putara này lên đỏ được. Bên S4 bạn Dolphin, bạn ấy chơi con đam chính là con Beerus. Bên này thì hiện tại bạn Vito thích Brody nên đang ép cho Brody đam chính giữ hết bộ trang bị. Hai bộ mô full hết dòng, full hết sao. Dòng mình thấy chắc là tẩy cũng ngon rồi đấy. Tỷ lệ đỡ tốc 24, tốc 14. Cái này cùi này, không cần thủ công, bảo kích, bảo thương được. Ui, lực công à, đâu cái này lực công cộng 1.000 này tính ra không ngon 1%. Lực công bảo kích, con này tốc chưa cao lắm. Lực công bảo kích, con mèo này thì sao, con mèo này à, tốc chính xác
ấn ngon cho hết combo đi cầm rồi, bên này còn lỏng hơn. Ô có cái dòng cơ 15% này, cấp 14% này. Sao không cho sang con bên con đố đi nhỉ? Đẩy cái con đấy sang con này ngon hơn này. Dồn đi là dồn hết ấn ký thì dồn con nam chính rồi. Đúng phát xịn hơn. Dòng cơ 15% cho con này đeo hợp hơn này. Đó như mình được có một trận test PVP giữa hai bạn nhỉ, cho anh em xem trận long tranh hổ đấu của CVS3. CVS3 này tính ra rất nhiều anh em tay to vẫn theo nha, Toxic Tô DRK, có khi DRK bây giờ cũng sắp lên VIP 16 rồi đấy anh em. Thật sự những tay chơi ở bên CVS3 Quân bạo Moon Su rất mạnh nhỉ. Vậy là chúng ta sẽ hy vọng vào cái đợt sau có thể xuất hiện mà DRK trên cái bảng xếp hạng, hoặc là vào cái những trận mà chung kết, hoặc là những cái trận gì đó. Nhưng mà ở trong cái kèo CVS3 thì dễ gặp Dolphin lắm. Kèo Phyto này dễ gặp Dolphin lắm. Khó lòng nào có thể ăn được. Đứng. Ớ cái gì đấy? Sao lại có team gì đây? What? What the hợn? Sau đây mình nhìn thấy team gì nhỉ? Con đường đỉnh phong. Giật cần này lên tí mình cứ tưởng là thì đến cái team gì, nó là lag thôi. Là Dolphin ghê không. Mình nghĩ như này, cái tầm lực chiến như này ấy, chắc là full hết đấy rồi. Full hết nước cái gì nhỉ? Quên tên rồi. Nó ngơ vãi. Đột phá là anh em hơi full hết đột phá anh em. Chắc đột phá đến tầm 15 đấy. Đột phá tầm 15 mới nó mới sức mạnh như này rồi. Ai có thể chịu được một đá của con virus này đây? Quá mạnh, quá mạnh. Bạn Dolphin có cả khu bản năng vô cực đấy, nhưng mà chưa thấy xuất trận thôi. Có lẽ chúng ta sẽ chờ đợi trong những đợt thi đấu lần sau. Phyto, Phyto cái bô quá mạnh. Vậy thôi anh nha, có lẽ clip của mình cũng xin dừng lại tại đây thôi. Cùng chờ đón sức mạnh của bạn Phyto sẽ được tỏa sáng. Hy vọng đây sẽ là một đấng mới. King Cobra, bảy đẹp trai. VIP 16 giống như bảy đẹp trai ấy, nhưng mà VIP 16 của bạn bảy đẹp trai này nó nở sớm rồi, nở lâu rồi. Phyto thì mới nở thôi. Giờ này nó bắt đầu đuổi gắt rồi anh em ạ. Bắt đầu gọi tuyên chiến rồi đấy. Bảy đẹp trai vô địch 10 lần rồi. Phyto thì chưa lần nào lên ngôi vô địch, chưa lần nào lên địch. Ây à, King Cobra cũng đổi team rồi anh em này. Cũng cho Android 17 vào trận rồi. Gogeta và Android 17. Chà chà. Đợt các đấng thì thay đổi hết đội hình team rồi. Chuyển sang One Hit bèm nhau rồi. Rất là hay. Hay thật sự ạ. Và nhanh nhanh nha, bye bye và hẹn gặp lại anh em thôi, bye bye.